Winner, đứng lại, đứng lại. Cái kiểu gì mà mẹ kêu 2-3 tiếng mới quay lại là sao hả? Con á, con rất là hoang phí, con không bao giờ biết tiết kiệm cái gì hết trơn á. Máy lạnh lúc nào cũng mới phà phà gì đó, rồi xài tại cái này cái kia lúc nào cũng hoang phí. Con có biết hoang phí như vậy người ta gọi là phá gia chi tử không hả? Trời ơi mẹ, con bật có cái máy lạnh thôi mà mẹ nói con như vậy hả? Cái máy lạnh là cái chuyện nhỏ, bên cạnh cái máy lạnh còn có nhiều chuyện khác nữa, là tiêu xài hoang phí. Cho tiền một tuần mày cho bao nhiêu hả? Rồi cái gì nữa? Rồi tiền điện thoại nè, tối nào cũng ôm điện thoại nấu cháo với bạn bè hết là sao? Chưa hết nữa, cái việc quan trọng nhất là con không bao giờ biết giúp đỡ mẹ việc nhà hết. Lúc nào chỉ có một mình mẹ nai lưng ra làm thôi. Trời ơi mẹ ơi, mẹ có biết là bây giờ mẹ cứ mắng chửi con như này này, xong nhéo tay con trước mặt mọi người, con cảm thấy áp lực trong căn nhà này lắm không? Áp lực hả? Con nói chuyện với mẹ kiểu đó áp lực lắm. Thôi mẹ bỏ ra đi. Mẹ có biết là con nhục với mọi người lắm không? Ơ, cái thằng này. Winner, Winner, đứng lại đây cho mẹ. Đứng lại, Winner. Đó, chuyện là như vậy đó. Thằng nhỏ nhà này á, càng ngày càng cứng đầu, càng ngày á, càng cãi lời của mẹ nó. Mà nó cũng đâu có còn nhỏ nữa đâu, mà suốt ngày mẹ nó cứ la nó hoài à. Còn tôi á, thì anh cũng biết rồi đó, thân phận của tôi trong nhà này, tôi không có mở lời ra nói được. Xem ra cái này đúng là khó với anh thật. Nhưng mà nếu mà khó quá thì để tôi đi. Vì đằng nào vợ tôi cũng đi du lịch lâu ngày, còn thằng Thành ấy, thì nó dọn ra ngoài ở rồi. Còn tôi ấy, thì tôi lại sợ. Anh sợ cái gì? Sợ... Là cái gì? Thôi, anh đừng có ép tôi nói. Cái này tôi không nói được đâu. Thôi cứ thế này đi, để tôi ra đây ở với gia đình anh chị vài bữa. Nhưng mà có một điều kiện là khi tôi bắt đầu là không ai được can thiệp vào, nghe chưa? Anh qua đây ở và không được can thiệp. Đúng rồi. Ủa? Hai anh đang nói gì vậy? Kể lại cho em nghe được không? Công nhận anh ở công ty đã dễ sợ rồi, mà ở ngoài xã hội anh còn dễ sợ hơn. Anh có số má. Cảm ơn anh chị nha, đã cho tôi tá túc vài hôm. Đợi chúng nó rút hết thì tôi sẽ về. À, dạ dạ. Không có gì đâu, đúng không em? Không có gì đâu. À, anh cứ tới đây ở thoải mái, ở khi nào chán anh về cũng được mà. Không sao, không sao. Anh cứ tới chơi. Ủa, chú Công, con chào chú ạ. Chào con. Thôi, mọi người ở đây đi, tôi ra lấy vali vào. Chú Công đến nhà mình làm gì vậy? Chú bị người ta dí quá, qua nhà mình ở. À không, mà ở bên nhà bí bách quá, qua nhà mình ở đông vui. Dạ, dạ. Tội nghiệp. Vợ bỏ nè, con bỏ nè, không về nhà được. Về nhà là bị kẻ thù truy sát. Cái gì ghê vậy? Ghê xong ghê. Ổng mới nói nãy đó. Tội nghiệp thiệt chứ. Thôi, bây giờ ở đây nha, anh ra anh coi phụ có gì em trách phụ. Không cần đâu, tôi vào đến nơi rồi. Cho tôi hỏi, cái vali này cất đâu nhỉ? Để tôi đem lên phòng nha. Không cần, trong này toàn hàng nóng, đụng vào là có chuyện, cứ để tôi tự cất. Cái gì hàng nóng? Sao nghe sao nóng lạnh luôn vậy? Ông thì nóng cái gì? Tôi mới nóng cái này. Trời ơi. Anh nóng hả? Nóng. Mở máy lạnh, Không cần đâu. Ở nhà tôi không thích mở cái lại. Ừ vậy thôi cởi áo cứ hả? Cứ cởi áo cho mát. Cởi ha, cởi ha. Anh ơi, mấy mình mặc áo vô lại được không? Anh nóng thiệt hả? Hơi nóng, cởi áo mát rồi. Tự nhiên lạnh, nọ, lạnh quá. Lạnh đổ mồ hôi luôn vậy đó. Ôi con. Chú ở nhà mình rồi, ở phòng nào vậy? Ở phòng con chứ phòng nào. Gì? Phòng con á? Ủa, sao? Winner? Con không được bình tĩnh hả? Con hơi sợ. Sợ cái gì? Đàn ông con trai không có gì phải sợ hết. Có chú ở đây rồi, không có gì phải sợ. Dạ. Yên tâm đi, hả? Dẫn chú lên phòng. Con nhận. Tất nhiên rồi. Nên nhớ, 1 giờ hưởng máy lạnh bằng 3 giờ lao động công ích. 1 lần bỏ bữa thì bằng 2 lần dọn dẹp nhà vệ sinh. Chú ơi,
Con mệt quá à? Hay là chú cho con nghỉ một chút xíu xong rồi con làm tiếp được không? Không được. Ngày xưa chú đi bộ đội còn phải vừa gặt lúa vừa chạy giặc, bao nhiêu đây thì nhằm nhò cái gì? Phải lao động đi, để cho biết quý trọng sức lao động. Hả? Ngày xưa bằng tuổi con á, là chú đã kiếm tiền được rồi đấy. Làm việc đi, lao động đi, cho giải tỏa bớt hết những năng lượng dư thừa ra. Mà chú ơi, con khát nước quá à. Khát nước hả? Dạ. Tốt. Vậy thì làm việc xong hai việc nhà rồi đi uống nước. Lau ở đấy sạch rồi, lên lầu lau tiếp đi. Đi nhanh lên. Chở thằng nhỏ rồi. Xách cái rổ đó lên 3 tầng lầu là chết. Lau hết cái nhà này là chết. Mình làm gì có quá đáng mình. Em im lặng. Em phải để cho anh Công dạy thằng nhỏ, hiểu không? Nó phải trải qua quá trình rèn luyện như vậy, nó mới trở thành người có ích, mới có tương lai được. Em im lặng đi. Nhưng mà em xót con. Con em đẻ ra mà em xót quá đi. Anh cũng xót vậy. Nhưng mà em cứ nghĩ đi, nghĩ tới tương lai của Winner. Đó, nó muốn trưởng thành, nó phải trải qua quá trình rèn luyện như vậy. Chúng ta cần phải cố gắng lên. Ngay từ đầu tôi đã nói, lúc tôi dạy cháu là hai người không được can thiệp cơ mà. Nhưng mà con em sốt. Anh hiểu không? Cái gì? Xẹo, 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 xẹo. Anh cứ dạy. Em quá. Mẹ với chú về, con mời mọi người ăn cơm đi. Cơm canh con dọn hết rồi đó. Mọi người xuống ăn cơm đi. Cái này là con nấu hả? Dạ đúng rồi. Mẹ có nằm mơ không vậy? Anh ơi, tán vô đầu em một cái cho em tỉnh đi. Em có nằm mơ không? Tán hả? Tán. Ừ. Ây da đau. Thôi mọi người ăn đi nha con. Ê khoan, con ngồi xuống. Sao không ngồi ăn với ba mẹ luôn? À, như thế thì mất thời gian lắm. Bây giờ con phải lên gấp quần áo đã. Xong khi nào mọi người ăn xong ấy, con chỉ xuống rửa bát thôi. Winner. Sao mẹ? Mẹ cảm động quá. Trời ơi. Con trưởng thành rồi đó. Mình trưởng thành rồi. Mẹ biết sao không? Trong những ngày mà chú Công ở đây, chú đã rèn luyện và cho con biết là khi mà chúng ta hưởng thụ ấy thì chúng ta phải bỏ công bỏ sức ra gấp nghìn lần. Con đã thay đổi rồi. Công nhận anh Công anh giỏi thiệt, anh có tài huấn luyện cho em, nể thiệt. Hình như là ngày xưa ấy, chú Công ở trong băng đảng nào ấy bị kẻ thù truy sát nhiều lắm. Gì? Anh nói với con. Thì chú bị kẻ thù truy sát ấy, bị chém rất là nhiều. Không ngờ là sếp tổng ngày xưa cũng có quá khứ anh liệt ghê ha. Mà thôi, con phải đi gấp đồ đây. Mọi người ngồi ăn đi nhá. Thế là thằng bé tưởng tôi là có kẻ thù là xã hội đen á hả? Rồi nó nghĩ vết sẹo này là do tôi đánh nhau với kẻ thù rồi bị chém mấy nhát. Công nhận, thằng bé nhà anh chị có trí tưởng tượng phong phú ghê ha. Ủa, anh nói như vậy, như vậy anh không phải là sao đen hả? Tôi làm ăn chân chính mà, làm gì có kẻ thù là xã hội đen nào. Ủa chứ sao đợt anh qua nhà vợ chồng em, anh nói là anh không muốn về nhà tại vì anh sợ gì có người truy sát rồi như lum la. Tôi ngại nói tên tụi nó ra bởi vì ở nhà không có ai đuổi tụi nó cả. Nhưng mà ngày mai vợ tôi đi du lịch về rồi, tôi không còn sợ nữa bởi vì bà ấy trông nhỏ nhỏ thế thôi nhưng mà là dũng sĩ diệt chuột đấy. Cái gì? Cái gì? Chuột. Ừ. Trời đất. Vậy là anh nói là anh sợ với con chuột. Đúng rồi. Là anh không dám về nhà. Ừ. Vậy là thằng nhỏ nhà tôi á là nó phải cảm ơn mấy con chuột nha.
Tại vì mấy con chuột đó mà bây giờ nó sợ anh ra mặt luôn á. Hóa ra là thế hả? Công nhận câu chuyện của anh nghe mắc cười dễ sợ. Nhưng mà nhờ câu chuyện của anh á mà vợ chồng em mới rút kinh nghiệm để dạy con. Anh ha, bây giờ dạy con á là phải thưởng phạt nè, là phân minh rõ ràng nghiêm khắc. Đúng, nên thế. Dạ. Ủa nhưng mà anh cho em hỏi, cái còn cái vết sẹo đó thì sao? Cái vết sẹo đấy hả? À? Dạ. Để tôi kể cho mà nghe. Dạ. Và một ngày đẹp trời, tôi bị lũ chuột nhà tôi nó dí. Tôi sợ quá tôi chạy vấp té. Rách có một chút xíu thôi. Nhưng mà vào bệnh viện gặp ông bác sĩ mới. Ông ấy bôi thế nào mà nhiễm trùng nó thành như thế này. Sẹo là tại chuột. Chuột nó dí anh vậy. Anh, cái đó là định mệnh anh. Tại con chuột mà gây ra mà bị ngay chỗ con chuột luôn. Là con chuột. Ừ, là con chuột đúng rồi mình. Lần này mày vào tay ông là mày chết rồi nha con. Gì con? Ờ thì con, cái con này là cái con lớn nhất. Còn cả đàn là nó còn trên kia mày kìa. Cái con này là con gì vậy con? Dạ con chuột ạ. Mãi chờ chờ.